Ngày 18 tháng 12, liên quan đến cái chết của chủ dãy trọ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mà báo Người Lao Động đã phản ánh, Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý. Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ chiều 14 tháng 12, Nguyễn Văn Hải, 33 tuổi cùng vợ và Huỳnh Văn Hùng nhậu tại một quán ở thành phố Thủ Đức. Đến 10 giờ, Hải gọi Lê Ngọc Tê, 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, chủ một dãy trọ, rủ đến một quán karaoke cũng ở thành phố Thủ Đức để nhậu tiếp. Cuối buổi hát karaoke, nhóm này tiếp tục đến một quán ốc trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh để ăn nhậu. Tại đây, anh Tê ra về trước, Hải và Hùng sau đó tìm đến nhà anh Tê để rủ anh này đi nhậu. Hơn 23 giờ, khi Hải và Hùng đến nhà anh Tê, thì anh Hải và anh Tê xảy ra xô xát, rượt đuổi, lôi kéo, khiến anh Tê ngã ra đường bất tỉnh. Hải và Hùng sau đó kéo anh Tê lên vỉa hè phía trước dãy trọ của gia đình rồi bỏ đi nhậu tiếp. Nhậu xong, họ quay trở lại dãy trọ trên thì thấy anh Tê còn bất tỉnh nên báo tin cho gia đình hỗ trợ đi cấp cứu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm trong vụ việc là Hải.